người chơi cũng đã ngồi kế bên cạnh Tường rồi. Ý quên, mới có một người thôi. Bạn nam đang ngồi chờ đợi rất lâu. Và bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài để mời bạn nữ bước vào. Và chúng ta bắt đầu cuộc hẹn hò ngày hôm nay nha. Đợi chị chút xíu nha. Hello. Hello em. Dạ. Hello em. Dạ 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 chị. Dạ dạ dạ. Rồi đợi chị nha. Rồi tháo mặt nạ ra đi cưng. Mời bạn nam tháo mặt nạ luôn. Rồi đẹp rồi. Hello. Chào chị Tường. Chào. Nãy giờ ngồi đợi lâu không? Cảm giác làm sao? Sốt ruột không? Đói bụng chút xíu. Đói bụng chút xíu. Trời ơi. Bây giờ mình làm quen với người đẹp ngồi bên cạnh nha. Hai bạn đang ngồi cách nhau một trái tim thôi. Chút xíu nữa thì trái tim này mới được mở ra. Rồi mời anh trai trước. Dạ, em chào chị Cúc Tường, chào con nữ. Em tên là Nguyễn Văn Diện. Nguyễn Văn gì? Nguyễn Văn Diện. Nguyễn Văn Diện. Rồi, tiếp đi anh Diện. Em đến từ ở Kiên Giang. Kiên Giang, nghe biết miền Tây rồi. Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Sinh năm 81, em hiện tại là làm nông. Làm nông? Dạ. Làm nông là làm ruộng á hả? Dạ, làm ruộng á chị. À, làm cho người ta hay mình làm cho nhà mình? Làm nhà chị ơi. Nhà nhiều không? Mấy cái đó gọi là mấy công hả? Hay mấy thửa hả? Của em được 2 hectare. 2 hectare? Dạ. Đang sống với ai? Em hiện tại ở với má. À, đang ở với má. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em xin chào anh bạn bên kia. Em xin chào đại gia đình bé nhỏ của em đang xem chương trình của tỉnh Cà Mau. Wow. Em họ tên Văn Thị Hải, năm nay 37 tuổi, gốc của em là miền Trung. Em sinh ra và được lớn lên tại thành phố Cà Mau. Hiện tại nghề của em là nghề thợ may chính, còn nghề phụ là em đi nấu ăn. Trời nấu ơi. Ăn cực ngon luôn. Cực ngon luôn. Dạ. Có ý định mở nhà hàng gì không em? Nếu có cơ hội. Nếu có cơ hội. Điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là biết lo làm ăn. Nấu ăn ngon. Rồi biết giao tiếp, biết thương người, nói chung là mọi mặt luôn. Là đảm đang tất cả luôn á. Dạ. Còn điểm yếu là hay khóc, hay bứt tóc. Trời đất ơi. Có đôi khi xéo móng tay luôn. Cái gì? Bứt tóc của ai? Bứt tóc em. Trời ơi, người ta hói đầu là người ta khổ lắm bà trời. Bao nhiêu tiền mà chưa đi cấy được cái miếng tóc mà đi bứt tóc. Trời ơi, nấu ăn ngon là được nè, may giá là tuyệt vời. Đàn ông mà nghe nấu ăn ngon là thích lắm đúng không em? Đúng rồi chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Em thì nói chung em làm về nhà em làm được cũng được, cũng như là bằng nữ làm được em làm được. Nhưng mà cái là em làm không biết được có gọn hay không thôi. Thôi có làm là mừng lắm rồi, đàn ông biết làm việc nhà là hạnh phúc rồi. Có tật xấu gì không, có điểm yếu gì không? Em tật xấu cũng nhiều lắm, mà tật xấu của em là chắc uống rượu. Bởi dân miền Tây là tôi nói rồi. Không hết uống lắm. Thì nói chung sức khỏe của anh mà cảm thấy mà anh uống được bao nhiêu mà anh đáp ứng được á thì... Đáp ứng được cái gì? Là cơ thể của anh á. Giống như là anh nhưng uống mà được bao nhiêu. Anh lấy em về anh uống rượu nhiều quá anh không đáp ứng được em. Nói chung miễn đừng đánh em được. Có không? Có khi nào đánh phụ nữ không? Không có đâu chị. Đó giờ em đâu có đánh phụ nữ đâu. Nhậu sao đi về nhà được, đừng téo vào đây được. Không có đâu em ơi. Anh nhậu là anh không có téo đâu em ơi. Rồi bây giờ qua tới chuyện tình trường. À, tình trường em sao? À, tình trường thì em đã có một lần đổ vỡ chính thức hôn nhân luôn. Ồ vậy hả? Năm đó bao nhiêu tuổi? Năm em 25 tuổi. Rồi có cháu nào chưa? Dạ có được một cháu rồi. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi chị. Trai hay gái? Dạ trai. Giờ ở với em? Dạ ở với em. Bé đang đi học? Dạ đang đi học. Lý do sao chia tay, quen được bao lâu mà chia tay? Em với ảnh quen nhau được 3 tháng. Cái đi tới hôn nhân đám về cái phát hiện ra nợ nần tùm lum hết trơn á rồi. Thêm phần mình ở thành phố nhưng không có nhà, rồi bị bên kia khi dễ á, rồi bắt con về đi cưới vợ khác. Hả? Rồi tới em có thai 5 tháng là em phải đi. Em đi đâu? Em xin lỗi, em không muốn nhắc lại quá khứ. Không, cái chuyện này nó qua rồi nhưng mà qua sao? Qua rồi nhưng em muốn nhắc lại. Không, ở đây mình chỉ không có nói chuyện quá khứ cho mình, chứ mình cũng chia sẻ hoàn cảnh cho đối phương biết. Vậy là mình đâu có ở nhau được bao lâu đâu đúng không? Mấy tháng rồi chị. Là em chưa sanh luôn là đã chia tay luôn rồi. Khi thai em bị ra quyết á, bác sĩ thành phố không cho về quê, em mới ở ngoài này dưỡng thì bên bển á nói em bỏ nhà đi đuổi em luôn rồi. Gia đình ngoài này mới lo bảo bọc em tới mổ em bé ra thì ảnh về anh nuôi rồi về anh lo tới sanh ra được 20 ngày ảnh mới dắt người yêu cũ về. Rồi ảnh giỡn xong ảnh dắt đi luôn. Rồi lấy hết tiền của em luôn.
Em cố gắng phấn đấu 2 tháng gửi con em đi làm, tới giờ em đã mua được đất cất nhà tại thành phố luôn rồi. Nhưng mà nỗi đau em nó không xóa được. Không, bây giờ chị nói với nghe nè, em phải quên. Tại vì em phải quên thì em mới nhẹ nhàng, thì em mới đón nhận cái tình yêu mới tới được. Nói chung là do mình không may mắn thôi. Thì mình nghĩ là do mình nợ đâu kiếp trước mình trả đi. Chứ bây giờ em cứ giữ cái chuyện đó hoài, làm sao em tiếp nhận một cái người đàn ông khác được. Mà cái đó không có đáng. Mà bây giờ mình nhìn lại con mình là mình hạnh phúc, đúng không? Con lớn rồi, bây giờ nhờ được rồi, đúng không? Hiền lắm chị, em dạy con ngoan hiền, học giỏi lắm. Rồi, không có buồn nữa. Học lớp mấy vậy em? Nó học lớp 7 anh, mà em gửi vô trường điểm đó. Trường cũng nổi tiếng thành phố Cà Mau đó. Con học cũng tốt lắm, ngoan hiền lắm. Đó, thì vậy là giỏi rồi. Nghe hoàn cảnh của cổ anh thấy sao? Em thì thấy đáng thương thôi, chứ với bằng cái người kia nó vô tâm quá. Nhưng mà em, ví dụ như em nghĩ là em rồi, gia đình ba mẹ có chấp nhận nàng dâu tương lai mà đã có từng một lần gãy đổ không? Không, nếu em chịu thì mẹ em, má em chịu rồi chứ em không, má em không quan trọng cái chuyện đó. Bản thân em thì em có ngại gì không? Chị hỏi thiệt. Em thì cũng không ngại gì, nếu mà nó chấm dứt thì mình tạo thêm mới là cũng lẽ mình giữ cái sống đó mình sống hoài sao? Cũ rồi, mười mấy năm rồi ha, chuyện nó xa xưa lắm rồi. Rồi bây giờ tình trường của anh sao nè? Em thì cũng có muốn có tình mà nghe qua ngắn một tháng trời, em tính không nhắc mà rồi người ta đi nước ngoài. Quen có một tháng trời, một mối tình một. Tại vì lúc trước thì là anh công ty lạc quen, bạn ấy làm chung rồi lúc ấy bạn ấy rủ mình đi coi lao động. Rồi em không đi rồi tới giờ. Rồi bạn đi luôn? Bạn đi luôn. Rồi quen mới có một tháng? Thế em nghĩ chắc là một tháng. Bao lâu rồi? 6-7 năm vậy? 6-7 năm, có nghĩa là chưa có mối tình nào sâu đậm hết trơn á? Chưa. À, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người em thì chưa có nghĩ sai, mà em nghĩ là hiếu thảo với cha mẹ là quan trọng là vậy thôi. Còn cái chuyện dễ dãi như là dễ dãi với em thì đừng dễ dãi người ta. Ta mà dễ dãi mà mười mấy năm nay ta ở một mình. Không, em nói chuyện khác rồi, nhưng mà em nói chuyện đó. Chuyện khác là chuyện gì? Cũng như dễ dãi với em, như là có em có lỡ mà đi nhậu sai mà về đó thì bỏ, đừng có cửa mà chằn á, đừng coi. Chỉ là kêu bằng bình tĩnh cư xử gia đình chứ đâu phải dễ dãi anh. Nhưng mà giờ cuối cùng em thích cái mẫu người sao? Cao thấp mập ốm như thế nào phải có cái hình mẫu chứ. Nhất là nếu mà cao 1.5m lên 1.85m gì được. Rồi, gì nữa? Cứ mập quá. Đừng mập quá. Rồi, có gì nữa không? Mắt mũi miệng. Còn nguyên nữa. Thì đương nhiên còn nguyên rồi ông. Thì có lẽ. Lẽ, rồi. Vậy thôi. Vậy thôi. Em không đạt tiêu chuẩn chị, em tới 1.62m rồi. Rồi. Nè, kiếm cổ coi, trời tôi kiếm chưa ra nữa. Kiếm đi, cổ trọng đó. 6 cầu hơn mấy người trong này, người nào cũng cao chân sao biết. Nè, kiếm ảnh đi. Hình em chụp bao lâu rồi em? Hình đó em chụp năm em 16 tuổi đó anh. Cái gì? Rồi cái hình này năm 16 tuổi mà bây giờ trẻ hơn rồi đó anh. Giờ 37 mà trẻ hơn hồi 16 tuổi đó. Ý, cái tấm 16 tuổi tấm kia là lộn. Ở vậy tấm này là tấm này bao lâu rồi? Tấm nó 21 rồi. 21 là 21 tuổi hả? Dạ, cái đó em ra nghề rồi. 21 tuổi, đâu chỉ vô coi. Nè, tại hai tấm này tưởng tấm kia. Thôi ơi, bà đưa hình bà hồi tin dữ gì. Rồi kiếm ổng đi, kiếm ổng đi. Ảnh là người chính giữa. Sao biết? Em nghe cái giọng nói. Nghe giọng nói mà nhìn hình biết người chính giữa luôn. Em không biết chọn đại đó, sai cũng chịu. Sai tôi gả luôn á nha. Thì chị gả em đồng ý đây, rồi ra ngoài tụi em xin tìm hiểu thêm nữa rồi em mới chấp nhận. Trời ơi, tôi tin tưởng tôi dữ vậy em, sao? Em thích bạn áo tay dài hay tay ngắn vậy em? Nói chung thì mặc lịch sự, đừng mặc áo dây được rồi. Này, rồi hồi tôi gả cho cô đó luôn. Thôi bây giờ vậy, khó nói lắm. Cầm đi, chút xíu nữa mở lên rồi so coi đúng không nha. Cầm đi chút xíu so với hình coi có gì khác nhau không. Chắc về Kiên Giang ở luôn quá. Ừ, mời hai bạn hãy nhìn xuyên qua khung cửa trái tim để xem ngày hôm nay phán đoán đầu tiên của mình có đúng hay không nhé. 1 2 3. Chúc mừng em gái. Anh có món quà tặng em. Thôi người ta đoán sai, người ta có quà đừng buồn. Em cảm ơn anh, em cũng có quà tặng cho anh. Nói chung em là thợ may mà chuyên đồ nữ, cái đồ nam này em chỉ mò em may đại, không biết dốc dáng sao, em sợ mập mặt rồi không vừa. Bận vô đi, bận vô coi thử coi được anh không. Anh bận thử đi rồi trong đó em có tờ giấy tặng cho anh luôn. Anh đọc cho mọi người xem luôn đi. Bây giờ mặc cái áo vô đi, rồi mặc cái áo đó rồi mới đọc, hiểu không? Rồi mặc cái áo vô cho ta coi ta may đồ nữ không đó. Tại vì để xe nó dập á, đồ nhiều nó dập cái bâu rồi, nhưng mà không sao, bâu xịn nó về ủi lại. Anh đâu có biết ủi đâu. Em ai đồ xịn không à, khỏi lo. Tôi thấy vừa rồi đó. Được không chị Từ? Được.
gài lại đi, nó lịch sự coi. Trời ơi, hồi hẹn hò luôn. Thằng áo này về làm ruộng sướng chị, luôn à. Chị, gỡ ra chị. Trời ơi. Đi qua cài cho ảnh đi, tự nhiên bắt tôi cài. Trời ơi, phải người yêu tôi đâu. Em chưa bấm nút mà em không có quyền cài. Em cài là coi như em bấm nút rồi. Sao vừa không, thấy ổn không? Nói chung ăn thêm này vừa là vừa đó. Em ăn nhiều phút mới vừa. Được ha, hồi qua đẹp trai luôn rồi. Ngon lành, đọc thơ đi. Rồi ngồi xuống đi cưng. Đó, em viết đại đó chứ không biết thơ gì á. Yêu cầu hằng đêm buồn buồn em ơi, viết nhiều bài đăng lên mạng lắm. Rồi. Tặng người phương xa, lần đầu gặp anh không biết tặng gì. Thôi thì em tặng chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi tuy không đáng gì, nhưng từng mũi chỉ. Cái này anh nhìn không có ra em ơi. Chị Tường đọc đi chứ. Đây, mệt ghê, ta phải vừa đọc vừa đoán chứ. Tặng người phương xa ngày 9 tháng 7. Bởi vì em mời chị Tường ra anh đọc là... Lần đầu gặp anh không biết tặng gì, thôi thì em tặng chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi tuy không đáng gì, nhưng từng mũi chỉ xin anh khắc ghi. Từng đêm em thức xá chi, chỉ mong cho áo hợp người vừa quen. Mong sao áo sẽ thân quen, người luôn mặc phải đi xem hội làng. Nhớ nàng vẫn thức mơ màng đêm thâu, khâu cho xong những chiếc nút áo nâu. Áo nâu không? Nâu. À, áo nâu. Khâu cho xong những chiếc nút áo nâu, tặng chàng kỷ niệm lần đầu gặp nhau. Mong sao vẫn giữ bên mình ân tình nho nhỏ, xin gìn giữ thay. Ngày mai đường ai nấy về. Kỳ vậy. Câu cuối. Còn câu cuối. Ngày mai đường ai nấy về, có duyên gặp lại ta sẽ là người thân. Tại bữa nay là hai mình về, đường ai nấy về đâu về chung được. Nhiều khi về chung sao. Bữa nay mình phải sửa lại câu này. Có duyên phải gặp ta là người thân. Phải sửa lại hai câu đó. Rồi cắt làm kỷ niệm hay không? Dạ hay. Nhận món quà của cậu cảm thấy như thế nào? Em thì không có biết nói gì cho hay lắm, mà em thấy chắc nghĩ nhiều lắm mới viết được bài thơ vậy. Chưa chị, còn ca nữa. Rồi ca luôn đi, ca luôn nha. Ca luôn. Hỏi về miền Tây Cà Mau nha. Rồi vô luôn, vỗ tay. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui cùng vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ống đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Trời ơi, dễ thương, nghe nó dễ thương gì đâu luôn á. Sao? Bây giờ trong người cảm thấy như thế nào? Nói tôi nghe một câu coi. Em vui hơn thì thôi. Đáp lại chị Tường ơi. Có bài hát nào tặng cho cổ không? Càng câu em viết giọng về em tập cho anh. Đó, thấy chưa? Câu ca cổ đi. Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi, mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê tôi. Ở nơi đó tôi cũng có người thương, cứ chèo chèo nàng ra bờ sông. Em bờ sông làm gì ngoài? Ngồi tắm. Phải không? Dạ, tắm xong mới giặt áo. À vậy hả? Bây giờ vậy, chị Tường sẽ để cho thời gian cho hai bạn tâm sự với nhau ha. Dạ. Ở đây là mình là chương trình hẹn ăn trưa, cho nên bây giờ các Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức một cái món ăn ngon của nhà hàng Việt Phố nha. Rồi xin mời món ăn. Đây là món bò lúc lắc nè, đây là món bò bistec của nhà hàng, thơm quá. Tôi cũng ra ngoài tôi kiếm gì ăn đây. Nhưng mà nhớ nha, đói bụng ơi đói bụng, vừa ăn vừa tâm sự nha, hỏi cái gì thắc mắc là hỏi đi nha. Để chút xíu Tường quay trở lại là mình quyết định có hẹn hò nhau hay không đó. Dạ. Ok chưa? Rồi, mời hai bạn thưởng thức món ăn. Chúc hai bạn ngon miệng. Em mời anh nha. Em chỉ ăn được khoai tây thôi chứ em không biết ăn bò. Vậy sao em nấu ăn người ta ăn được? Em nấu người ta ăn được nhưng em ăn không được. Rồi theo trao đổi nãy giờ anh nghĩ sao về em? Có gia đình, có con. Anh thì không có ngại vấn đề gì, có con hay là gia đình, mà anh cứ thấy nếu mà mình hợp nhau thì mình tính sao thôi chứ. Như nãy giờ qua cuộc trao đổi đó, anh cũng thấy là em đã có nhà riêng rồi.
định cư cuộc sống của em bây giờ là hiện tại nằm ngay thành phố. Em không biết làm gì về nông thôn hết rồi, nếu mà... Anh cũng đang định hỏi em vấn đề đó. Anh ngoài làm ruộng với làm biển anh đó, trên lộ anh ít không biết làm gì kiếm tiền nhiều hơn cái này đó cho em ơi. Thì bây giờ em là không biết làm nông rồi đó. Nếu về bên nhà nông là chắc chắn là em không làm ra tiền, mà trong khi em có con riêng nữa. Rồi nếu vậy về nhà rồi cuộc sống rồi vất vả khó khăn rất nhiều, trong khi anh còn mẹ già nữa, rồi làm sao có thể tạo dựng được hạnh phúc về sự nghiệp cho tương lai, ví dụ mà mình có duyên với nhau. Hiện tại bây giờ em sống với con rồi hay là còn ai nữa không? Dạ không, cuộc sống em với con em tự lập từ năm 12 tuổi lần anh. Bây giờ là em thấy trước mắt là giữa em và anh á, khoảng cách cái địa lý thì nói chung nó cũng không gần. Nãy giờ anh nói thì em biết Kiên Giang, em biết em đã từng đi Châu Đốc, em cũng biết được phần nào. Mà theo anh làm nghề nông mà tay lái anh chạy đường dài nhiều, rồi thêm anh đã từng giới thiệu là anh nhậu nhiều nữa, em nghi không đủ sức để anh đi đường dài á. Không, anh đi xe, nếu mà anh đi xe lúc trước này làm trên thành phố là anh đi xe không ra không à? Em biết, nhưng mà nếu mà thời gian cái đó anh đi làm thì thời gian lâu lâu anh đi một lần. Còn cái nhậu tại anh hay nói hay vui hay lố là chứ anh nhậu cũng có mức độ, anh nhậu mà suốt đâu mà thời gian đâu anh làm. Rồi nếu như tìm hiểu như vậy rồi thời gian anh đi tới đi lui như vậy á, rồi khoảng bao lâu? Khoảng chừng 10 là nửa tháng hoặc là tháng anh đi 2 lần hoặc 3 lần. Tại vì anh làm cái này cũng đâu có ràng buộc vậy đâu. Tôi tức quá, tôi ở ngoài tôi tính ăn rồi mà tôi nghe câu chuyện tôi phải vô, tôi phải cứu cho bạn trai của tôi. Bà làm quá hả? Giờ nghe tôi giải quyết cho nè. Đơn giản thôi, bán bớt một tạ lúa đi cưng ha. Sáng chạy xuống giờ cổ lo sức khỏe, cổ cứ nói mé mé mà ở lại cổ không cho. Thì em thuê nhà trọ kế bên cổ, em ở lại em chơi với cổ rồi em mướn nhà trọ em ngủ. Đến sáng rồi em về, ví dụ như một tháng em xuống thăm cổ 3 lần, 2 đêm em ngủ nhà trọ riết rồi cổ cũng thương, cổ mắc vô cổ cho ngủ phòng khách. Có gì đâu. Quan trọng là bây giờ đừng có tính đến những chuyện đó. Quan trọng là nhìn nhau có rung động miếng nào hay chưa. Nếu đã có không có rung động rồi, người ta nói vô duyên đối diện bất tương phùng. Bây giờ vậy, ăn đi, ăn đi, ăn đi, vừa ăn đi vừa nói chuyện. Nè, bây giờ bóc một lá bài hỏi bạn gái để cho bạn gái trả lời cho anh đỡ khớp. Đọc lớn lên. Yêu cầu bạn nữ nói 3 câu thật xấu của bản thân. Bây giờ mà lôi 3 thật xấu của em rất là khó luôn á. 1 buồn bứt tóc là xấu đó, 2 xéo móng tay là thật xấu đó, 3 là buồn nằm khóc là thật xấu đó. Còn ngoài ra không còn xấu nữa. Không chơi bời, không dính dấp tới gì hết. Không biết làm đẹp bản thân luôn. Rồi bóc lá yêu cầu anh nói coi. Hãy yêu cầu bạn nam làm mặt xấu, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Gương mặt đã đáng yêu rồi, làm cái này chắc đáng yêu nữa. Ôi, đáng yêu nói gì đâu. Hả? Vừa xấu, vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu. Chứ không phải tự nhiên cười khà khà là không có đáng yêu nè, phải làm xấu nữa. Tư vấn cho người ta đi, đó. Không xấu. Làm hai cái em từ không thể tư vấn được. Rồi xấu đi, xấu đâu. Vừa xấu, vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu. Trong đây tới 3 điều đang làm xấu, cái là chỉ làm xấu thôi, còn ngộ nghĩnh đâu. Chưa từng biết cái ngộ nghĩnh luôn hả? Bắt lá khác chị. Lá này khó quá, bỏ qua đi lá khác. Thà dẫn đi. Như là lời nghe mày. Điều dở đối phương khiến bạn nam thích nhất. Rồi chết em. Thích cổ gì nhất, ngắn gọn vậy đi. Gì nhất nói thôi. Anh thấy là thích người, thích cái chân thành em nói chuyện thôi, chứ anh chưa có thấy gì. Cái kiểu mà em nói thiệt là anh thích thôi, như cái đệ thôi. Chỉ thích chân thành thôi phải không? Bây giờ hỏi thiệt, bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Hiện tại trong lòng của anh cảm nhận như thế nào ngay giây phút này về đối phương? Em thấy... Nói thật không? Thích vậy thôi. Thấy thích? Dạ. Em cảm nhận về anh ấy như thế nào? Hiện tại trong lòng em suy nghĩ như thế nào? Thì nói chung thì mười mấy năm qua em cũng chưa có được cái người đàn ông nào làm rung động hết. Nhưng mà bây giờ trước mắt em chưa có thể là biết con tim em như thế nào. Mà tại vì mới gặp qua đây em chưa có thể là biết hết về ảnh. Cảm nhận hoặc là bên trong ảnh như thế nào. Phải tìm hiểu nữa thì em mới biết, chứ bây giờ thật sự là em chưa có cảm động. Rồi, thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi dì Tường đếm từ 1 đến 3, nếu như các bạn đồng ý hẹn hò thì các bạn bấm nút. Các bạn không đồng ý thì các bạn không bấm. Bấm này là để hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Rồi, nhắm mắt lại, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Dạ, trước khi em cũng mong anh thông cảm. Sao đâu, tại vì em cũng nói anh cũng hiểu rồi. Tại vì anh muốn cho bác Thanh cơ hội với em cơ hội cho anh cũng hiểu là em không bấm.
Đây là một người đàn ông rất bản lĩnh. Dạ. Yeah. Biết dù có thể là bạn nữ không bấm nhưng anh ấy vẫn bấm, bởi vì anh ấy thích, anh ấy chân thành. Nhưng mà thôi, tình yêu đó là cái duyên các bạn ạ. Nếu mà cái duyên nó chưa đến thì không sao hết. Rồi chúc hai bạn, biết đâu hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình ha. Hoặc là nhiều khi mình không bấm nút ở đây nhưng mà trên đường về mình cũng có thể tìm hiểu thêm với nhau. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi xin chào cả nhà, Tường đã vào vị trí mai mối của mình rồi nha. Và cặp đôi ngày hôm nay thì cũng đã có mặt rồi. Bây giờ chàng trai đã xuất hiện, còn cô gái Tường sẽ ra mời cô ấy vào. Hello bạn trai, đợi chị Tường xíu nha. Dạ. Rồi mời em gái vào. Rồi, tháo mặt nạ luôn, mời bạn trai mở mặt nạ luôn cưng. Cảm giác đeo mặt nạ hơi khó chịu xíu. Khó chịu ha? Dạ. Hồi hộp mà vừa tối tăm ha. Hít thở sâu, giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên đây nghe về tên tuổi, công việc, nghề nghiệp của mình nè. Dạ, em là Ngọc Tiên, em đến từ Quảng Ngãi. Ngọc Tiên hả? Dạ. Công việc hiện tại của em đang là kỹ sư xây dựng, em đang làm ở bên 60A Lý Gia. Mời bạn gái giới thiệu. Em chào mọi người, em chào chị Cát Tường. Em chào anh ạ. Em tên là Ngọc Xuân, năm nay em 28 tuổi. Ngọc Xuân. Dạ. Một bạn Ngọc Tiên. Em đang làm việc tại quận Nhất. Còn nhà của em thì ở Bình Dương ạ. Đang làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng ở một công ty sữa. Về sữa. Dạ. Chắc uống sữa cũng nhiều ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Xuân? Điểm mạnh của em thì em hòa đồng hoạt bát, còn điểm yếu của em là em hay quên. Thế rồi trong công việc thì có quên không, như thế nào? Dạ cũng có chứ ạ. Rồi thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì điểm yếu của em là nhậu khá là tệ. Nhậu khá là tệ. Hết hồn, tưởng đâu nhậu khá là nhiều, nhậu khá là tệ. Cái đó điểm mạnh hay điểm yếu? Điểm yếu chứ, vì công việc của em là yêu cầu phải nhậu được kìa. À, nhậu được, còn về nhậu không được là thua phải không? Nhậu tệ lắm. Mất cơ hội phải không? Dạ. Bạn gái biết nhậu không? Dạ không. Còn em? Điểm mạnh của em thì nói chung là em làm việc, nói chung là có tập trung. Em lại thích làm việc ở môi trường thoải mái hơn. Em nấu ăn nói chung là cũng được, ngon. Biết pha chế thức uống quán cà phê. Có điểm yếu gì không? Nãy giờ thấy điểm mạnh không á nha. Ngủ nướng, em ngủ nướng kinh luôn. Dạ hả? Ăn được, ngủ được. Nếu mà em ngủ ngày bình thường có thể ngủ tới khoảng chừng 3-4 giờ chiều. Mà đi làm quá không ai nuôi sao, ăn uống sao mà thấy ốm nhom nhách vậy? Dạ, em không có thói quen ăn sáng. Phải ăn, ăn sáng là quan trọng đối với người nước ngoài. Bữa ăn sáng quan trọng, rất là quan trọng. Mình không ăn làm sao có năng lượng để mình làm việc nguyên một ngày. Dạ. Nha, có vẻ là hơi thiếu ăn, thiếu bàn tay chăm sóc đó. Cần phải gặp cô này để uống sữa nhiều một chút nha. Chứ em nghĩ là hợp đó. Ha, đó, chứ thấy là hơi ốm, ốm mà có yếu không? Dạ không. Trời, kỹ sư xây dựng leo trèo cỡ nào? À, ủa kỹ sư xây dựng cũng leo trèo nữa hả? Dạ. Chị tưởng là chỉ đứng chỉ chỏ gì rồi này kia thôi chứ. Thì đôi khi cũng phải leo ra ngoài giàn giáo rồi công việc cũng leo và thang từ lầu 1 xuống lầu 6 hay là lầu leo lên xuống bình thường. Rồi được, ốm nhưng không yếu. Nên trường em sao? Em chưa quen ai, chưa quen ai. 28 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Chứ từ hồi đi học đi đồ không ai để ý, không làm quen ai hết trơn hả? Có, nhưng mà em không thích ạ. Chưa thích một người nào, chưa rung động một người nào luôn? Có chứ chị, nhưng mà em không thổ lộ cho người ta biết. Kiểu như mình đơn phương đó phải không? Dạ đúng. Nhưng mà nhiều không? Không nhiều lắm rồi. Chắc nhạt nhạt, chứ nếu mà mãnh liệt thì đã cho người ta biết rồi. Vâng. Mà đối phương nó không phát hiện luôn hay sao? Dạ không. Bao lâu, em thích trong bao lâu? Cái đó là hồi từ hồi cấp 3 rồi ạ. Rồi những lúc đi làm sau này chẳng lẽ không có ai lọt vô mắt xanh của em? Dạ không ạ. Vì do... Cô thích con trai không? Dạ thích rồi chứ. Dạ thích, nhưng mà do em... Đối với em á thì em thích là theo cảm giác thôi. Tức là nếu mà cảm giác của em thì em thích người đó thì em sẽ... bắt đầu có theo đuổi người ta và có những cái kế hoạch khác. Có nghĩa là nếu em thích là em sẵn sàng theo đuổi luôn. Vâng ạ. Nhưng mà tại vì là chưa thích. Rồi em có hiểu nguyên nhân tại sao cũng chưa ai tỏ tình với mình, đeo đuổi mình một cách mãnh liệt không? Em có tìm hiểu nguyên nhân không? Chắc em do em mới lúc đầu nếu mà chưa quen thân với em thì thấy em rất là gọi là lạnh lùng, xa lánh, tức là kiểu khó ạ. Như vậy phải mở cửa, phải bật đèn xanh lên người ta mới vô được chứ. 28 tuổi ngày xưa ta cũng là có con có cái luôn rồi đó. Ha, đôi điều chỉnh đôi chút, nhưng bây giờ muốn có người yêu chưa? Vâng ạ. Rồi thế còn bạn trai? Em thì cũng một thời gian khi còn học sinh viên thì cũng có một tình đơn phương. Vừa ra trường năm 2014 thì em cũng có quen một cô người miền Tây và lớn hơn em 1 tuổi. Khoảng cách vùng miền và tuổi tác thì gia đình cô gái không có chấp nhận. Thì, có 1 tuổi à? Dạ, có 1 tuổi thôi, nhưng mà gia đình cô gái kịch liệt phản đối nên là cô gái chủ động chia tay. Là có mối tình đó thôi đó, một mối tình một đó thôi đó hả? Sau thời gian đó thì em có làm việc bên công ty mới thì
em đi công tác rất là nhiều. Nói chung là mỗi địa phương thì em đi khoảng tầm 1 tháng 2 tháng. Đi Phú Quốc, Cà Mau, Rạch Giá, rồi Bình Định, Phú Yên, nói chung là em đi. Cho nên là đi ta bà luôn nên dạ. Không có thời gian nào, không có ở một chỗ mà để ngắm nghía dạ, ai hết trơn phải không? Em đi mỗi nơi khoảng chừng 2 tháng là cùng mà. Bây giờ có thời gian hẹn hò không? Dạ, hiện tại thì em đang làm việc văn phòng. Với công ty thì cũng có mong muốn là em về việc làm việc văn phòng. Nên là nếu mà xác định được những mối quan hệ cần thiết thì mình chuyển về làm văn phòng được. Rồi, thế em mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Tóc đen, theo em nghĩ thì quan hệ bù trừ đi. Em hơi ốm chút xíu, bạn nữ hơi hơi mập chút xíu. Cao khoảng gần tầm cỡ 1m52 trở lên là được rồi. Tròn tròn mập mập ha, đâu cho coi. Còn em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, đối với em thì em mong muốn là bạn ấy là có công ăn việc làm đàng hoàng, thật thà, thẳng tính à. Rồi, công ăn việc làm thì ổn định rồi đó, thật thà, thẳng tính á, nhưng mà về ngoại hình kìa. Ngoại hình thì em muốn là cao ráo, phải biết bơi. Biết bơi không? Trời, em bơi trùm luôn. Vậy hả? Nãy mới nghe biết trèo thôi, giờ mới nghe biết bơi. Rồi, được. Nói chung là thiên về ốm. Nãy giờ nghe tôi nói ốm không? Dạ. Ốm quá được không? Dạ không, cũng vừa vừa người thôi. Thì mình nuôi, mình phải cho dỗ béo, mình cho thùng sữa, mình từng làm thùng sữa đi, từ từ mập ra. Dạ. Bác sĩ, sữa bác sĩ nha, chứ không phải là cho đâu. Đây, bây giờ người muốn mập, người che ốm, nhìn đi, kiếm đi, coi cổ là ai trong những cái cô gái đó. Kiếm đi, coi ảnh là ai trong những anh chàng này. Một anh chàng kỹ sư xây dựng, một cô nàng bán sữa. Dạ, em nghĩ là cô đứng ở chính giữa đây. Nghĩ cô đứng chính giữa hả? Rồi, dạ, được rồi, em cứ giữ đi để em coi đúng không. Còn em? Dạ, em nghĩ là đây rồi. Vậy hả? Rồi, hai bạn cứ giữ đi. Lát tôi sẽ gả cô đó cho cái anh đó. Còn hai bạn thì chưa chắc tôi gả cho nhau. Xin mời quý vị hãy cùng nhau hướng mắt về trái tim để xem cánh cửa trái tim này mở ra các bạn ấy sẽ nói gì. Mở cửa trái tim. Trời ơi. Vâng, chào anh ạ. Anh có món quà tặng em. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em cũng có món quà này gửi tặng anh. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi dòm hình thấy sao? Dạ, hình như là chắc là sai. À, còn ở đây sao? Dạ, chắc. Dạ, em nghĩ là cô đứng ở chính giữa đây. Em nghĩ là đây rồi. Vậy hả? Rồi hai bạn cứ giữ đi. Lát tôi sẽ gả cô đó cho cái anh đó. Còn hai bạn thì chưa chắc tôi gả cho nhau. Trời ơi, lựa vô mà toàn hot boy, hot girl không vậy. Mình trở về thực tế nè, một người thì ốm nhom, một người thì hơi tròn. Nãy em có mô tả em hơi ốm rồi, do bạn nữ cũng hơi suy nghĩ thôi. Còn em thì thiệt tình là trong 3 và 4 người này giống nhau hết trời. Trời sao giống nhau được, mỗi người mỗi vẻ sao giống nhau được. Thúy Vân, Thúy Kiều còn khác nhau nữa mà. Bây giờ tôi mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Việt Phố. Rồi chúng ta vừa ăn vừa tâm sự ha. Xin mời hai bạn thưởng thức. Đây là món bò xuất tiêu đen. Đây là món sườn trù nướng khoai tây. Wow, nhìn thiệt là bắt mắt, hấp dẫn, trang trí cũng đẹp, mùi thơm. Mời hai bạn ăn đi, tường ra ngoài, tường chưa được ăn. Ăn dạ, rồi tâm sự nha. Dạ, rồi hai bạn chị. Chúc hai bạn ngon miệng. Em cảm ơn dạ. Chị ạ. Chúc chị cũng ngon miệng luôn. Dạ, mời bạn nữ. Vâng, em mời anh ạ. Wow, em là ở chung với gia đình luôn hả? Vâng ạ, em ở chung với gia đình ạ. Nói chung là công việc của anh thì từ 2013 tới giờ thì công việc của anh khá là gọi là đi. Anh đi từ Phú Quốc, Cà Mau, nói chung ra tới Hà Nội, Sa Pa, nói chung anh cũng đi qua hết rồi. Chỉ có đầu năm tới giờ là anh mới ổn định ở Sài Gòn thôi. Kỹ sư là mình làm những gì vậy? Anh làm bên công trình. Công trình ạ. Với lại bên công ty anh thì nhận nhiều về bên công trình ngân hàng. Nên là ngân hàng sẽ mở chi nhánh phòng giao dịch đó. Ở đâu thì nhân viên kỹ sư anh sẽ theo tới đó. Em làm nhân viên văn phòng, em làm về dịch vụ khách hàng. Em làm đó được 3 năm rồi ạ. Anh đi mà anh còn không biết là anh đã đi qua những nơi đâu nữa. Vì anh đi nhiều quá nhiều. Anh là anh thích kinh doanh hơn là anh thích công việc mà nó gò bó về kiểu như là nhận lương ăn công được, nhận ngày công được gì đó. Nhưng trong anh cũng không thích cho lắm.
Dạ. Thì em nghĩ như thế nào? Tức là tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Thì theo em thì miễn sao là mình có công ăn việc làm và mình có ý chí cầu tiến, tức là mình có hướng để làm việc chứ không phải lười ở nhà mà không làm việc nữa. Nói chung là anh là tuy là kỹ sư xây dựng thật nhưng mà anh cũng có thời gian đầu tư anh học bên pha chế. Yeah. Anh có từng đi làm những quán cà phê về công việc pha chế phục vụ rồi đó. Yeah. Thì anh trong những món cơ bản hoặc là cocktail bên quán cà phê thì anh làm được hết. Cái đó rất là hay à. Em cũng thấy có các bạn của em pha chế những cái đó cũng rất là hay. Ủa, em là quê là Bình Dương à? Dạ đúng rồi ạ. À. Hồi sao tôi nghe không nói chuyện tình yêu mà nghe toàn chuyện ăn uống không vậy? Ăn nhiều lắm hả? Sao mà? Dạ không, em ngủ với lại em thích ăn kem. Thích ăn kem? Dạ. Trời còn ơi. Còn em ăn thì em ăn ít lắm. Đã bán sữa đâu còn thích ăn kem nữa. Em không uống sữa. Dạ. Có tiết chế lại bớt chưa? Dạ có à. Em nghĩ sao nếu bạn gái tròn vậy? Dạ được chứ. Tròn nữa được không? Dạ được. Bạn gái em thích bù trừ mà. À, bạn ấy thích ăn kem. Bây giờ có kinh nghiệm ăn uống của em có cách nào chia sẻ bí quyết cho ảnh mập mập lên xíu không? Dạ chắc uống sữa với ăn kem nhiều quá. Ăn kem chung với cỏ không? Dạ được, em làm kem được luôn. Làm kem được luôn? Dạ. Sao đó vậy em không tự ăn đi? Vì em có học qua làm kem được luôn mà. Cô rồi mà người làm kệ thôi em làm em ăn nha. Đừng có rủ cổ ăn nữa nha không? Nhưng mà em ăn uống có dễ không? Sao mà... Hả? Em ăn uống kiến lắm ạ. Em không bị dị ứng về hải sản à? Không ăn được hải sản? Dạ vâng. Giống như là em chỉ ăn thịt, về thịt bò, thịt heo hoặc là những con vật lành tính thôi. Còn những loại thịt khác không bao giờ em ăn. Tại vì mấy người mà khi cái cơ địa ta mập á là ăn cỡ nào cũng mập. Mà cơ địa ốm này nè, ăn nhiều nó vẫn ốm. Dạ. Nhiệm hộ vậy đó. Nhưng mà quan trọng là chuyện tình yêu nè, bao giờ em có thể tiến tới hôn nhân được? Ba em thì cứ suốt ngày cứ cha già con mọn chơi dơi. Cha làm chết mẹ con chơi suốt ngày. Nhưng mà ổng có đọc câu đó rồi. Nhưng mà em đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng chứ chị. Mọi thứ chuẩn bị hết chưa? Dạ em thì kinh tế thì một phần. Còn lại gia đình chung cũng hỗ trợ được một phần. Nhưng mà ví dụ giờ lấy nhau về thì mình sẽ sống ở đâu? Tạm thời thì nếu được thì ở Sài Gòn. Quyết định sống ở Sài Gòn thì mua nhà ở Sài Gòn. Có thể ba em đại thọ dư sức. Ghê vậy? Ba đại thọ dư sức? Ba em làm nghề gì? Dạ, bán hủ tiếu thôi. Ba có dặn dò gì trong cái vấn đề sinh con, để cái lấy vợ lấy chồng gì không? Ba kêu càng sớm càng tốt thôi. Càng sớm như ba có nói là phải lấy con dâu như thế nào, ngày giờ nào mày lấy không? Dạ không. Nói chung là có khi nào báo cưới vậy thôi. Ba bán hủ tiếu ở đâu rồi? Quận 6. Ba có tài năng gì đặc biệt không? Dạ, ông thì cũng một thời gian cũng đi làm đầu bếp và thợ hồ, thợ mộc. Trời ơi, đủ nghề chứ gì? Cũng đủ nghề hết. Nói chung là thì nhiều người ta nói là bán hủ tiếu Quảng Ngãi, bán hủ tiếu giàu lắm. Mốt chị sẽ qua đó cho ăn hủ tiếu thử nha. Cũng tương đối là ổn rồi. Bây giờ cho hai bạn chơi một ít trò chơi ha. Mình bốc thăm, mình trả lời vài câu hỏi để mình cảm thấy gần gũi nhau hơn, cảm thấy thoải mái hơn nha. Giờ ưu tiên bạn gái bốc trước nè. Nói thật đi. Bạn không thích ở đối phương vì sao? Điểm gì em không thích ở cô bạn gái này? Mới vừa gặp thì cũng khó mà để nhận biết được cái điểm nào mình không thích. Thật tình là em không biết điểm nào mà để mà nhận xét là không thích hết. Vậy ngược lại, điểm nào bạn thích nhất ở người đối phương vì sao? Dạ người tròn trịa. Là thích đó hả? Là thích đó hả? Suy nghĩ của em là như kiểu như bù trừ vậy á. Em nếu mà em hơi ốm thì bạn nữ tròn trịa hơn chút xíu. Rồi bốc thăm đi rồi đọc lớn lên yêu cầu bạn gái thực hiện. Đột nhiên đối phương mất tích mà không liên lạc được, bạn sẽ làm gì? Nếu mà đã quen nhau thân rồi á thì sẽ liên lạc tới người thân của anh ấy xem coi là anh ấy đang ở đâu. Cái cảm xúc của bạn, cái suy nghĩ của mình lúc đó sẽ như thế nào? Chắc là em sẽ suy nghĩ là bạn ấy có bị gì hay không. Đó, tại vì tùy theo cái tính tình của những người. Có nhiều cô gái khi mà bạn trai mất tích cái là đùng đùng lên ghen tuông hay nghi ngờ. Có nhiều người thì lo lắng không giống như em vậy đó, thì mình sẽ có như đầu tiên có thể là ghen tuông, nhưng mà sau đó là mình lại nghĩ chắc là có cái chuyện gì để mình đi tìm hiểu. Nói chung mọi thứ là mình phải bình tĩnh để giải quyết, đừng có đụng đụng quá đôi lúc lại không đúng, đúng không? Dạ, yeah, em cũng nghĩ vậy. Rồi thế em trả lời cái câu của anh hồi nãy, điểm gì em không thích ở bạn trai? Hiện tại thì như ảnh nói thì đúng là em cũng không biết là nói gì là không thích nữa. Vậy thì em thích nhất gì ở ảnh? Em thấy ảnh rất là thật thà. Rồi, bây giờ chị cho mỗi người bóc thêm một câu nữa nha. Yeah. Nếu đối phương không bấm nút, bạn có bấm không? Vì sao? Nếu mà em thích ảnh thì em sẽ bấm thôi. Nhưng mà em biết là ảnh sẽ không bấm.
Không thì nếu mà em thích thì em vẫn sẽ bấm thôi. Được không? Một người phụ nữ rất là mạnh mẽ ha. Thích thì theo đuổi thôi, mà tại chưa thích lấy đầu theo đuổi đúng không? À, xin phép nắm tay người đối diện rồi nói cảm nhận. Tôi nghĩ là tay bằng nữ ấm và chung là hơi cảm giác như có đổ mồ hôi chút xíu. Có nói lên được điều gì không? Dạ, em nghĩ là bạn nữ sống khá là tình cảm. Bây giờ là giờ phút quan trọng, thì chỉ muốn hai bạn nhìn thẳng vào nhau, hãy nói thật với nhau là mình nghĩ cái gì về đối phương. Nếu trường hợp như anh đột xuất mà có thể là công ty sắp xếp anh đi công tác xa trong vòng khoảng gần 1 tháng 2 tháng, thì em nghĩ xa khoảng cách thời gian như vậy có thể chấp nhận được không? Nếu như vậy thì vì công việc thì chắc có thể là chấp nhận được ạ. Anh đi anh vẫn liên lạc về được mà đúng không? Dạ, đúng anh rồi. Chứ không về được thôi, chứ thời buổi công nghệ mà. Về thì về được thôi, nhưng mà nói chung là cũng nhiều khi khó khăn một chút. Dạ. Em có tự tin là mình sẽ chăm sóc được cho bạn gái của mình không? Dạ được. Rồi còn em có suy nghĩ gì trong lúc này? Cảm nhận của em như thế nào? Cảm nhận của em thì thực chất là em không có hồi hộp gì hết. Vì em cũng đã tức là đi giảng dạy trước các bạn ở công ty rồi, thì nam có nữ có mà đa số là nam không. Thì em cũng không có hồi hộp gì hết. Thì mới lần đầu gặp và qua vài phút nói chuyện á, thì em cũng nói chung là em chưa có cảm giác gì hết cả. Còn về bạn á, thì em thấy là anh ấy rất là thật thà, thì có chí cầu tiến, rất là công ăn việc làm đàng hoàng. Cơ hội thì chương trình đã dành cho hai bạn, nhưng mà quyết định là do hai bạn quyết định ha. Bây giờ Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi Tường đếm đến 3 tiếng, nếu mà đồng ý thì bấm thật mạnh vào nút, nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Nhắm mắt lại nhé. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian, bạn trai đã bấm rất mạnh, méo lệch trái tim của tôi luôn. Nhưng rất tiếc là bạn gái không bấm. Thế tại sao vậy em? Ban đầu em nói với chị là do nếu mà em thích một người nào đó thì là do cảm giác. Thì hồi nãy có cái câu hỏi là nắm tay hay là gì đó, thì thực chất là em không có cảm giác. Chưa có điện, chưa rung động. Dạ. Thôi thì cũng trân trọng cái quyết định của hai em ha. Cái có thể là chưa hợp nhãn, chưa hợp gu, chưa hợp về những cái suy nghĩ. Dạ. Quan trọng là cái cảm xúc chưa chạm được vào nhau. Đó là quyền của hai bạn thôi ha. Các Tường rất là tiếc. Giống như bạn trai nói là cặp đôi cũng rất là cân xứng, là bù trừ cho nhau đó quý vị. Nhưng mà biết làm sao được, bởi vì cái quyền quyết định cũng là ở các bạn ấy. Thôi thì thay mặt chương trình chúc cho hai em ha, Ngọc Ngọc đúng không? Ngọc Xuân với Ngọc Tin sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình ha. Chúc hai em bạn sẽ được thành công nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và Cát Tường xin hẹn gặp lại quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc là 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.